Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng trong chuyên án này đã thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An, sau đó mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu. Sau mỗi cuộc cá độ thì các đại lý sẽ tính tỷ lệ ăn chia phần trăm theo số tiền cá cược. Chỉ trong một tháng, số tiền đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 75 tỷ đồng. Đối tượng Lê Tuấn Dũng, sinh năm 1982, trú tại khối 22, phường Hưng Bình, thành phố Vinh có vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây đánh bạc này. Từ năm 2012, Dũng làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang bóng 88, sau đó các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web. Tùy từng tài khoản member mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau. Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập người chơi sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu trong nước và thế giới. Kết thúc cá độ, tài khoản cấp trên theo dõi được số tiền thắng thua của tài khoản cấp dưới. Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng thua hàng tuần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Với cách thức như vậy, chỉ trong thời gian gần một tháng, đường dây này đã tham gia đánh bạc với số tiền hơn 75 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 21 bị can và ra lệnh tạm giam 7 bị can về tội tổ chức đánh bạc.